Xin chào, chúng ta lại gặp nhau trên kênh Tốt Sao Hoa. Và như thường lệ, ngay sau đây hãy cùng mình tổng hợp những tin tức thú vị có trong ngày nhé. Những hành vi của một số bộ phận phản cuồng đã ảnh hưởng không nhỏ tới các nghệ sĩ và khiến họ nhiều lần rơi vào những hoàn cảnh khó xử, thậm chí là khó chịu. Và mới đây thì một số nghệ sĩ đã đích thân lên tiếng và yêu cầu phản cuồng hãy dừng những hành động đi quá giới hạn của mình lại. Thứ nhất, Vương Nhất Bác. Câu chuyện về fan Tiêu Sinh gần đây nhất có lẽ đến từ những người hâm mộ quá khích của Vương Nhất Bác, nổi lên từ Trầm Tịch Lệnh và liên tiếp tham gia các hoạt động được chú ý sau đó. Có thể nói cái tên Vương Nhất Bác đã bước chân vào hàng ngũ đỉnh cấp lưu lượng, được nhiều người quan tâm và yêu mến. Nhưng kéo theo đó là sự phiền phức khi anh chàng không ngừng bị làm phiền, quấy rầy cuộc sống riêng tư. Mới đây thì công ty quản lý của Vương Nhất Bác đã ra thông cáo phê phán những fan Tiêu Sinh gắn thiết bị định vị vào phương tiện chuyên chở nghệ sĩ. Và đây có thể coi là hành vi trái phép, xâm phạm nghiêm trọng đời tư của nghệ sĩ và cần bị trừng trị thích đáng trước cơ quan pháp luật. Công ty này cho biết đã và đang thu thập chứng cứ cụ thể, sẵn sàng thực hiện các thủ tục pháp lý cần thiết để bảo vệ nghệ sĩ của mình. Dù trong thông cáo được đưa ra không nhắc tên cụ thể nghệ sĩ nào, nhưng phần lớn mọi người đều đoán được đó là Vương Nhất Bác. Có nhiều thông tin được lan truyền còn cho biết, trong quá trình điều tra, cảnh sát đã tìm được máy nghe trộm siêu nhỏ được gắn trong ván trượt là món quà của fan tặng cho Vương Nhất Bác. Thiết bị này vô cùng tinh vi và phải sử dụng tới máy dò mới phát hiện ra được. Cũng có người nói rằng Vương Nhất Bác dù đi ghi hình không có trong lịch trình cập nhật nhưng không hiểu sao vẫn bị lộ thông tin. Sau đó thì liền có rất nhiều fan Tiêu Sinh chạy tới chụp màn hình mang đi bán với giá cao. Chuyện fan cuồng của Vương Nhất Bác thực hiện các hành động quá khích đã không còn mới mẻ. Tháng 8 năm ngoái, chính nam diễn viên đã phải lên tiếng yêu cầu những người này ngừng hành động giao bán thông tin cá nhân và thường xuyên gọi điện tới làm phiền. Song có vẻ dù thần tượng tỏ thái độ khó chịu ra mặt và nhờ công ty quản lý lên tiếng, hành động của các fan Tiêu Sinh chỉ có quá đáng hơn chứ không hề kém đi. Thứ hai, Tiêu Chiến. Nổi tiếng cùng lúc với Vương Nhất Bác khi đảm nhận vai chính trong Trần Tình Lệnh, cuộc sống của Tiêu Chiến sau đó cũng không ít lần bị làm phiền bởi fan Tiêu Sinh. Phóng viên đã ghi lại được hình ảnh Tiêu Chiến bị fan bao vây tại sân bay, cố tình đi sát và thậm chí còn giơ tay ra đụng chạm vào người anh. Các fan yêu cầu công ty quản lý nên cắt cử nhiều người bảo vệ hơn để đảm bảo sự an toàn trên mỗi lịch trình của thần tượng. Thông tin cá nhân của Tiêu Chiến cũng bị giao bán rất nhiều trên mạng, thậm chí có fan Tiêu Sinh còn từng khoe khoang với bạn mình rằng đã sử dụng thông tin của Tiêu Chiến để đổi lịch chuyến bay của anh, khiến nam nghệ sĩ phải chờ đợi nhiều giờ đồng hồ tại sân bay vì lịch trình nhỡ nhàng. Thứ ba, Chu Chính Đình. Cũng là một nghệ sĩ trẻ đang nhận được nhiều sự chú ý, câu chuyện fan Tiêu Sinh của Chu Chính Đình có vẻ cũng rắc rối không kém Vương Nhất Bác khi thường xuyên bị bám theo làm phiền trên từng lịch trình và theo dõi nhất cử nhất động. Không thể chịu nổi những người hâm mộ quá khích này, Chu Chính Đình đã chụp ảnh đám cưới đang quấy rối mình và đăng tải lên mạng xã hội. Những tưởng các fan Tiêu Sinh này sẽ vì thế mà biết sợ và không tiếp tục làm phiền thần tượng. Nào ngờ một số cô gái trong bức hình chụp còn lên tiếng chửi bới Chu Chính Đình, cho rằng không có họ thì anh không thể đạt đến độ nổi tiếng như vậy. Và rằng thành viên của một nhóm nhạc dự án thì có gì hay ho mà dám lên mặt với họ, trong khi làm fan Tiêu Sinh cực khổ biết bao nhiêu. Lời lẽ của các cô gái này bị rất nhiều người ném đá, phần lớn đều cho rằng bản thân đã đi quấy rầy người khác khiến người ta phải lên tiếng mà còn không biết xấu hổ, quay ngược lại chửi mắng idol, quả là những hành vi không thể chấp nhận được. Thứ tư, Chief Boys. Sự nổi tiếng đến sớm và ra mắt khi còn quá nhỏ đã mang đến nhiều phiền phức và mệt mỏi trong suốt những năm tháng trưởng thành của ba anh chàng Chief Boys là Vương Tuấn Khải, Vương Nguyên và Dịch Dương Thiên Tỷ. Năm 2017, clip Phòng Tối Nhỏ Bí Mật đã được chính các thành viên chia sẻ những câu chuyện về chuỗi ngày kinh hoàng sống trong sự theo dõi và bám đuổi của fan Tiêu Sinh. Không chỉ đi theo lịch trình của nhóm mà những fan cuồng này còn giám sát các chàng trai 24/24, kể cả lúc đi làm lẫn khi đi học. Có thể nói không một giây phút nào những nam thần tượng nhỏ tuổi có được không gian riêng tư. Điều này không chỉ ảnh hưởng trực tiếp đến ba thành viên mà còn làm phiền đến gia đình và thầy cô, bạn bè của họ khi liên tục bị fan Tiêu Sinh quay phim chụp ảnh bất kể thời gian và địa điểm. Thậm chí những tiết mục nhóm dày công chuẩn bị cho concept để mang đến bất ngờ cho fan cũng bị thu âm và phát tán trái phép. Không chỉ dừng lại ở việc đi theo hay nhắn tin gọi điện, có lần bị bám đuổi sát sao theo các thành viên mà xe của fan Tiêu Sinh còn gây ra va chạm với xe di chuyển của Chief Boys, tạo ra tai nạn làm ảnh hưởng đến sự an toàn của bản thân nhóm và những người xung quanh. Thứ năm, Hứa Khải. Đảm nhận vai phú sát phó Hằng trong bộ phim Đình Đám năm 2018 là Diên Hy Công Lược, Hứa Khải lập tức vụt sáng trở thành nam diễn viên được nhiều người yêu thích nhờ vẻ ngoài điển trai và khả năng diễn xuất ổn định. Nhưng đi kèm với sự nổi tiếng đó cũng là hàng loạt phiền phức ra đời bởi các fan Tiêu Sinh.
ngày 17 tháng 3 năm 2019 thì QQ đưa tin khi Hứa Khải xuất hiện tại sân bay để đi công tác, anh đã bị một nhóm người đuổi theo vào tận phòng nghỉ và cả nhà vệ sinh để chụp hình nam diễn viên. Nhóm fan Tư Sinh này còn cưỡng ép Hứa Khải phải chụp hình chung, sau đó làm rơi hỏng và vô ý dẫm nát điện thoại của anh. Hứa Khải cũng từng có lần phải than thở trên trang cá nhân vì bị fan Tư Sinh bám đuôi đến tận nhà riêng. Tôi không biết những người hâm mộ nào đang làm chuyện này, nhưng các bạn có thể dừng việc gõ cửa nhà tôi hay gọi giao hàng tới. Xin hãy tôn trọng nhau một chút được không? Phần lớn mọi người bày tỏ sự bức xúc với những hành động của nhóm fan cuồng, trong khi một số khác cho rằng Hứa Khải đăng tải trạng thái trên Weibo không những không có tác dụng gì mà có thể khiến cho những fan cuồng đeo bám anh gắt gao hơn, làm ra những chuyện quá đáng hơn nữa. Sau đó, nam diễn viên đã xóa đi dòng trạng thái của mình. Thứ 6. Phạm Thừa Thừa lại là một nghệ sĩ nữa thẳng thắn bày tỏ thái độ không đồng tình đối với những hành động cuồng nhiệt đến quá mức của fan Tư Sinh. Khi Phạm Thừa Thừa đang livestream tại một nhà hàng thì gặp phải fan Tư Sinh, người này yêu cầu được chụp ảnh riêng với thần tượng nhưng bị quản lý ngăn lại và giữa hai bên đã xảy ra tranh cãi. Sau đó thì lúc Phạm Thừa Thừa rời khỏi nhà hàng thì lại đụng mặt fan Tư Sinh này một lần nữa. Bạn hãy là những fan chân chính, ủng hộ thần tượng và tôn trọng đời sống cá nhân của họ. Hãy để nét văn hóa giữa fan và thần tượng là nét đẹp, chứ không còn là một hiện tượng bị xã hội chỉ trích. Chúng mình là Top Sao Hoa, hãy ấn nút đăng ký kênh và chuông thông báo để cập nhật những tin tức mới nhất có trong ngày. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.